chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube mình nha. Hôm nay thì mình sẽ quay phần tiếp theo là xà lan của em Hơn sẽ dùng cái xe cuốc đó để lau lên ha. Vì cái phần trước của mình thì đã quay cho mọi người xem là xà lan bị cuốn trôi vì cái nước ở trên đổ rất là nhiều. Bây giờ thì đã nước cũng đã lớn rồi, cho nên thời gian khá là lâu, cho nên mình phải ra phần tiếp theo đây. Bây giờ thì mình sẽ hỗ trợ mở cụm dây để cho xe cuốc lôi xà lan lên nha. Các bạn mọi người nhớ đón xem hết phần video. Ủa sao cứng quá, sao mở ta? Đây để mình mở cái nha các bạn. Đây các bạn, bây giờ thì mình đã phân dây lên rồi, bây giờ thì chuẩn bị mở cụm dây tiếp theo ha. Bây giờ thì em Hơn cũng tiếp tục lái ở trên kia. Vì cái chân của anh của bé Hơn đang bị sự cố là cái cừ đè. Đây em Hơn ra ngoài đứng rồi này. Các bạn thấy chưa? Đây, em Hơn bay lên trên kia kìa các bạn thấy chưa? Đó, vô vô lăng ngồi lái nè. Bây giờ thì chiếc xe cuốc sẽ hỗ trợ để đi lên cái chỗ đậu ha. Vì cái phần trước thì các bạn và mọi người đã có xem là cái lúc mà bị bê là cái lúc nước chảy rất là mạnh. Đó, bây giờ em Hơn cũng thử thách một lần tiếp theo là phải dè xà lan lên, đi lên chứ không quay đầu. Tại vì bây giờ là cái lơ ký dưới đụng sình rồi các bạn, quay không được. Đó, bây giờ thì anh bên kia anh chuẩn bị đề ba cái xe cuốc lên. Thì các bạn hãy nhớ đón xem phần video hết phần video này nha. Đây nó là rất hấp dẫn này các bạn. Cô gái lái xà lan đã vào vị trí rồi đấy. Lan dè dữ ha. Thì chỉ có chiếc xe cuốc mới có thể lôi lên được nha các bạn. Tại vì cái là bây giờ thì xà lan vừa bị cạn vừa bị gướng cái sình, không biết đứng đầu quay cho các bạn xem cho toàn cảnh luôn này. Thì có lẽ là mình do mình đi di chuyển hơi nhanh, hình ảnh hơi rung lắc, thì mong các bạn xem thông cảm cho mình ha. Đây cô bé của chúng ta đưa cái gương mặt xinh đẹp cho này. Đâu tiêu rồi. Đây em Hơn này. Vẫn là tài công chính trong cái việc dè xà lan trở về. Thôi bây giờ thì chiếc xe cuốc sẽ cặp với chiếc xà lan ha. Bây giờ chút nữa mình sẽ mở dây thêm một cọng dây nữa các bạn. Cho dây dùng cái rồi. Tại vì cái này không quay đầu được nha. Chiếc xe cuốc này chiếc 04 05 gì đây. Chắc 04 quá. Rồi bây giờ thì ảnh sẽ đẩy cho, để cho cái xà lan nó ra khỏi cạn. Rồi nhóm di chuyển rồi đấy. Dè Hơn ơi. Bây giờ anh của Hơn kêu Hơn dè. Bây giờ thì mình có lẽ là đây hỗ trợ cái cọng dây. Rồi trên này đứt dây luôn rồi, hỗ trợ cái gì nữa. Đứt cái cây bịch đằng luôn rồi các bạn. Mà lội nguyên gốc xuống luôn rồi. Ây da. Nè lôi nguyên cái gốc rễ bịch đằng xuống hết trơn luôn nè. Nó hai ba cây luôn không? Thiệt hại bịch đằng. Đây các bạn, nãy thì mình vừa mở dây xong á. Cho nên mình lúc đó mình không có quay được. Thôi bây giờ thì xe cuốc quá trời mệt rồi, nói chuyện không nên tiếng luôn. Quá trời mệt rồi các bạn ơi. Đó thì phía trong thì em gái cũng đang miệt mài để lôi cái đít xà lan lên ha. Nó bây giờ thì cái gào xe cuốc đang nằm chịu dưới đựng cho xà lan nó trôi xuống ha. Thì hồi sớm thì nước chảy dữ lắm các bạn. Đây bây giờ thì em Hơn cũng dòm ra phía ở sau coi còn ổn chưa để chuẩn bị tiếp tục dè nha các bạn. Cái động cơ bên dưới thì là cái động cơ chắc là Yamaha hay sao á, cho nên là hơi yếu hơi ha, bị nước ngược á. Chút nữa đây thì mình sẽ tìm mọi cách để quay khám phá máy của em Hơn cho mọi người xem nha. Đó, vẫn là bộ đồ màu vàng huyền thoại mà em ấy rất là thích. Phía đằng sau thì cái chân vịt khá là to. Này bây giờ thì chuẩn bị trở về.
Bây giờ thì xe cuốc đang từ từ để lôi lên. Xe cuốc sẽ dẫn đầu thì mới nổi nha. Vì cái xà lan á, các bạn biết không, nó xuống bãi rồi thì nó hơi nặng lắm. Đây, em Hơn chuẩn bị ghe này. Vẫn là cái chân quen thuộc của em ấy. Chị thích cái phong cách bao nhiêu thôi. Nó quay này mình zoom hơi xa. Đó, em Hơn đang ghe đi các bạn. Các bạn thấy chưa, có nhiều anh em thì nói là em này chỉ lái được đường trường hay là như thế nào, thì hôm nay thì mình sẽ cho các bạn xem những phần video từ trước giờ là lái tàu khẩm này, qua cua này, rồi xử lý tình huống này, rồi trong khi đó tiếp theo sau đây thì vẫn là trường hợp phải nói là rất là hy hữu khi bị nước cuốn trôi ở phía sau. Bây giờ thì em ấy sẽ ghe luôn, nó móc lái vậy ha. Gương mặt của em ấy rất là khả ái ha. Đó, thì người anh ở phía sau lúc nào cũng hướng dẫn hết. Bây giờ thì có lẽ là xà lan cũng di chuyển được một ít rồi đấy các bạn. Đó, thì cho chiếc xe cuốc di chuyển một cách từ từ mới được. Anh xe cuốc phía trước thì anh bò, anh bư cái gạo ở dưới đất á, anh đi từ từ ha. Chứ bây giờ xà lan mà chạy ghe thì khó lên lắm các bạn. Chỉ có cách này mới lên thôi. Đó, anh bư một gạo, anh mổ một gạo, anh đi tới vậy ha. Dây thẳng này. Đó, chỉ có vậy mới đi đấy. Đây thì ở phía trong cabin thì em Hơn cũng chuẩn bị ghe. Xin sao chưa? Wow, phải tràn hai con dây như thế. Đục nước ở trên kìa các bạn, vẫn còn cạn nha. Giờ thì em Hơn chỉ biết ở trong cabin là ghe thôi, chứ bây giờ thì cầu cứu đến sự chiếc xe cuốc thôi ha. Hôm nay thì máy đổi áo phát màu xanh lá rồi, mỗi kia thì màu vàng. Mà nó lên cạn thêm xíu rồi, không đi mà thấy lên cạn thêm này. Đây thì em Hơn tiếp tục dẫn ghe nữa nè. Phải nói là nể cô gái thiệt chứ. Hơi mờ mờ các bạn thông cảm ha, vì bữa nay thì trời nắng mưa ui ui đủ thứ. Rồi đứng sững luôn rồi. Sao không thấy đi ta? Nước kìa, đen xì hết trơn luôn. Một cái đôi chân khá là ấn tượng. Đấy, bây giờ thì em ấy cứ đi cặp méo hoài thì nó sợ bị cạn ha. Đó, bây giờ thì tìm mọi cách để di chuyển tiếp theo. Đây em Hơn này. Thì mình nói chung mình cũng không biết nói gì hơn, chỉ thấy là em ấy quay xử lý tình huống như thế này thì mình quay gửi đến cho mọi người xem. Cho nên là trong video mình có nói gì sai sót thì mong mọi người xem thông cảm, góp ý bỏ qua cho mình. Thì trong video nào mình cũng luôn nhắc cái câu đó để cho anh em khỏi phải trách móc mình. Tại vì đôi khi mình làm một cái việc gì cũng vậy, nó không phải có một cái sơ suất nhỏ hay là hoặc một cái sự cố ngoại ý muốn. Cho nên mong mọi người thông cảm cho mình thôi. Chứ thật sự thì không ai làm một cái gì mà chính xác hết. Rất là nhiều anh em xem kênh mình rồi nói mình đủ thứ chuyện trên đời hết. Thật sự mà nói thì cái việc mà đau đầu nhất khi mà muốn làm một cái nội dung YouTube, tìm một cái gì đó quay cho mọi người xem mà không ai hoàn hảo hết, mà cứ mọi người cứ trách móc miết, riêng mình cũng vậy, mà những anh em khác thì
mình thấy cũng vậy, anh em nào cũng thấy bực bội về vấn đề anh em không giữ ý, cứ chửi mắng thì nó cũng không được hay ha. Bây giờ thì xà lan đục nước rồi các bạn. À, kìa. Thì anh Hơn cũng vẫn đang ve. Thì các bạn thấy chưa, bây giờ thì đã lên cạn luôn rồi. Ở trên này là còn vẫn nghe được cái tiếng vô lăng của em Hơn ha các bạn. Thì anh kia thì anh sợ cái cần xe cuốc á không tới, cho nên nó đi cặp mé, mà đi cặp mé thì xà lan của em Hơn sẽ bị cạn thêm. Ngày nước đây đen xì luôn các bạn thấy chưa, dây gắn dịch. Anh của Hơn thì ở trên để chỉ đạo vừa ở phía trước và ở phía sau. Nó bắt đầu di chuyển dễ dàng hơn hồi nãy rồi đó các bạn. Cô gái của chúng ta thì khá là mạnh mẽ và đủ tự tin để điều khiển chiếc xà lan thẩm như thế này. Anh nào mà lấy được một cô bé thế này thì cũng rất là may mắn nha, và diễm phúc luôn á. Các bạn thấy gì chứ, cái áp lực ngồi trong cabin mà cầm vô lăng lái thì nó phải nói là cũng khó lắm các bạn. Riêng các bạn thì có thể, một số anh em có thể làm được, nhưng mà riêng mình thì thật sự là riêng mình và những người con gái cỡ tuổi hơn thì mình thấy cũng hơi khó ha. Nói chung mình nó hơi khó thôi, chứ cũng mình không thể khẳng định là người nào làm được và không. Đấy, di chuyển rồi đó. Hơi tối tối nha. Định quay mũi mà coi bộ là hơi khó nha các bạn. Tại vì cái chỗ tuy là cái lòng kinh thì thấy bự thiệt, nhưng mà nó hơi bị cạn, nó bị sình non á. Hy vọng thì qua video này xin chúc anh em đi xà lan cũng như là anh hai anh em của Hơn thật nhiều sức khỏe, nhiều thành công trong công việc và cũng như cuộc sống. Nó thì xe cuốc cũng đã lôi được một quãng đường, nãy giờ cũng khoảng được 100 mét rồi. Đây nước thì vẫn còn đen đục luôn nè. Hồi nãy đang ở đằng đó đó các bạn. Bây giờ thì di chuyển được cũng hơi xa xa ha. Khi mà xuống tải thì di chuyển chậm thôi, chứ không phải được nhanh như ý muốn đâu nha các bạn. Mình biết là xe tới đây mọi người sẽ hỏi là tại sao không quay đầu chạy cho dễ. Nhưng mà cái là thứ nhất là nó cũng gần, thứ hai nữa cái chỗ này quay đầu rất là khó. Vì cái chỗ cái lòng kinh đó rất là cạn, cho nên là ve không thể nào mà quay đầu được. Đấy thì em Hơn cũng vẫn miệt mài ở bên trong lái này. Hai anh em tướng nhỏ con ghê ha. Đó, bây giờ thì ve có bộ dễ dàng hơn nãy rất là nhiều ha. Và có lẽ là mình sẽ đi qua phía bên kia xong để quay gửi đến cho mọi người xem đây. Bây giờ thì đi được một quãng đường, mình đi tới đây rồi đây. Xe cuốc cũng vẫn đang bư bư phía trước này. Giờ thì nhìn cái lái xà lan của em Hơn ra. Đây cái giò quay máy để bên dưới này các bạn thấy chưa? Vì cái tư thế lái thì lúc nào cũng phải lái bằng chân thôi. Đây cái chân nghe máy để dưới này các bạn thấy chưa, vẫn là cái chân quen thuộc và cái vô lăng huyền thoại. Đó, bắt đầu quay này. Hôm nay thì tính gửi cabin hay sao. Đó, cái anh xe cuốc thì anh dịch cho cái xà lan bê đầu qua để đi qua cái phía bên đó đó các bạn. Đó các bạn thấy chưa, mấy cái trụ đó để qua đó đậu á. Vì xe cuốc thì đi ra giữa sông thì cái cần á không thể nào tới ha, cho nên là phải đi cặp mé. Anh phía đằng kia thì anh đòi câu cái mũi. Dê đủ không? Được không? Dê ấn cái đầu đi.
Đây, tại cái giò của anh Hai Hơn nó bị cái cừ phía trước đè các bạn, cho nên là bây giờ phải nhờ hỗ trợ Hai Hơn vừa lái mà phải vừa hỗ trợ cho anh để buộc dây nữa này. Hai anh em nói chuyện rất là ngọt ngào và dễ thương. Đấy, xả dây ra để thêm cho chiếc xe cuốc có một cái chiều dài để gịch cho nó dễ quay đầu lại ha. Các bạn thấy không, khi một cô gái bằng tuổi rồi hơn thì đôi khi ít có khi nào mà xuất hiện dưới tàu thuyền và làm một cái công việc như thế này lắm, cho nên mình thấy rất là gần gũi và quen thuộc, cho nên anh em xem thì cũng như mình nhắc đi nhắc lại rất là nhiều. Hy vọng là mọi người sẽ tôn trọng em ấy và cũng như tôn trọng mình. Có nhiều người nói mình, phải nói là cái nhiều cái bình luận vô tình mà đọc được nghe rất là khó chịu các bạn. Thật sự thì mình nói thật với các bạn, mỗi khi á, mình nhắc lại nha, mỗi khi mình quay như thế này nè, mình đến đó đều tặng cho em hơn một món quà, nhưng mà món quà đó mình xin bí mật, tại vì nếu mà nói lên ở đây á, thì nó không được hay. Với lại thì nếu mà anh em nào gần gũi hơn hay là hoặc là một người nào đó biết hơn thì hơn sẽ giải thích cho mọi người hiểu. Chứ bây giờ chẳng lẽ ở đây mình có nhiều anh em nói sao mà không mua tặng này hay là này kia nọ rồi tùm lum các kiểu, nhưng mà khi mà một cái người trong cuộc thì nó sẽ dễ hiểu hơn, chứ để các bạn cứ ngồi phán xét hoài nó mình quay vậy không tặng đồ này cái nọ rồi tùm lum hết. Nhưng mà cái vấn đề đó rất là nhạy cảm, cho nên mình không muốn cho mọi người thấy mình sẽ hỗ trợ cái gì hay là mình mua cái gì gì hết ha. Thì đôi khi á, mình nói các bạn, nói chung á, ở trên đời này mà đôi khi ai làm cái gì nó cũng có một cái chỗ sai sót, thật sự mà nói là nó như vậy. Mình thì cũng không giải thích gì nhiều hơn, mình chỉ xin mọi người và anh em các bạn, nếu mà mình chỗ nào mà sai sót không được vừa ý thì xin mọi người hãy góp ý cho mình thôi. Đây, bây giờ thì quay trở lại với em Hơn là ở phía trước. Bây giờ thì Sa Lan sẽ chuẩn bị gịch cái mũi ha, giờ bưng cái dĩa trái cây vô cũng hơi nặng nặng đó nha, chùm nho và cành hoa. Này, cũng có nhiều anh em á, nói thật nha, nói mình quay nói chuyện nhiều, chứ nếu như bây giờ mình nói thật các bạn á, anh em có thể thích xem video mình thì có thể xem, mình xin cảm ơn. Còn anh em không thể xem á thì các bạn có thể thoát ra ngoài tự nhiên, chứ mình không ở đây, mình không có bắt buộc anh em phải xem hết video. Nếu anh em cảm thấy hứng thú và có cái cảm thấy là vui hay là một cái gì đó thích thú thì có thể xem, hay là hoặc là không thích thì mọi người có thể không xem cũng được mà. Còn có nhiều người nói mình quay mình nói nhiều đồ các kiểu đủ thứ, nhưng mà thật sự nếu mình không nói thì các bạn nghĩ đi, thì làm sao mà xem được cái đoạn phim. Nếu không nói thì các bạn nói quay phim mũ câm miệng sao không nói và đủ thứ hết đó. Bây giờ thì xà lan của em Hơn chuẩn bị quay đầu rồi nha các bạn, quay đầu để chạy lên ha. Wow, vô đây nó hơi cạn dữ nha. Bây giờ thì em gái của chúng ta đã đi ra phía sau rồi đây. Bây giờ anh trai của Hơn sẽ lên cầm vô lăng lái. Chiếc xe cuốc thì phía bên kia chuẩn bị lôi vô bờ, buộc cái tại buộc cái dây á, buộc cái dây vô cái đầu xà lan đó các bạn. Đó, dây cũng khá là thẳng nha, dây cũng bự lắm. Anh của Hơn cũng phải như vậy thôi, là phải lái, cũng phải lái bằng giò ha. Đen xì hết trơn các bạn. Rồi bây giờ thì chiếc xà lan của chúng ta đã quay được cái đầu, thấy khỏe khỏe rồi đó. Quá là thẳng ha. Cái này thì dây phải nối dài các bạn, cho nên nó dễ dàng thế này. Còn nếu mà dây cục cục á thì không có làm được. Coi bộ nhẹ thở hơn nãy rất là nhiều rồi. Thì bây giờ thì cô bé của chúng ta ra phía trước chống nặng này, dễ chịu hơn này.
giờ thì mình sẽ tìm cách đi qua phía bên sông ha. Đây bây giờ thì mình đã tìm cách đi qua bên sông rồi đấy các bạn. Thì trong khi một hồi giải cứu thì chiếc xe cứu cũng làm cho chiếc xà lan quay đầu và chạy tự chạy lên được rồi đây. Đây giờ thì mở dây ha. Đây thì em Hơn cũng vẫn đứng trước mũi xà lan. Bây giờ thì anh của Hơn vô lái. Thì giống như chiếc xà lan này người ta thiết kế cho lái bằng chân vậy các bạn. Đó các bạn thấy chưa? Cầm con dây thấy quải chưa, bằng cái cầm tay của Hơn luôn kìa. Khá là vất vả và mệt mỏi nha. Giờ thì rất là nhẹ nhàng. Xíu đây thì xà lan cập bến thì video mình xin kết thúc. Mình sẽ làm video phía tiếp theo. Mình sẽ khám phá hầm máy của xà lan bé Hơn coi có được không. Nếu được thì mình sẽ quay cho mọi người cùng xem ha. Đó, thì cái việc là khi mà xà lan chuẩn bị xuất khoát hay là đậu hay như thế nào thì dây cột phải rõ ràng và gọn gàng ha. Chắc giả chưa? Thì cũng như cái thông tin mà Zalo và Facebook của em ấy thì mình nói thật về lý với các bạn là cái đó là quyền quyết định và cá nhân của em ấy, cho nên mình không thể nào ở đây quyết định được. Nếu em ấy có xem qua thì có kết bạn hay làm quen thì tùy em ấy ha. Chứ thật sự thì mình không cho phép mình được tiết lộ cái thông tin cá nhân của em Hơn. Mong mọi người thông cảm cho mình ha. Đó, thì bây giờ dây chuẩn bị giục lên này. Thì khi mà xà lan cập bến thì phải có một người giục lên đây anh ấy chưa? Ủa? Giục nổi không? Không tới hả? Nặng dữ không? Giục lên để cho mọi người ở phía trên. Đây là chỗ này là cặp bến này. Hôm bữa thì cô bé đội non lá, hôm nay thì chùm. Phải chưa? 1, 2, 3, gieo. Wow, khá là chính xác. Ok, còn ở phía sau đây. Ai da, cái này làm sao mà xuống nó mới đa căng chứ, cái phao ông kia ông lấy. Đây thì bây giờ thì chỉ còn cột dây nữa thôi là đã xong ha. Nó thì các bạn thấy chưa? Bây giờ phải buộc dây rồi tùm lum các kiểu hết trơn. Ủa cái bè của cưng đâu Hơn? Dạ mất tiêu rồi. Còn đây là cái cách chặt dây phải nói là ngoài ý muốn đi. Anh của Hơn. Chạy ra sau lấy dao để chặt cái dây các bạn. Rồi ok, cuối cùng thì chiếc cọng dây cũng đã đứt làm hai. Nhìn chiếc xà lan chà bá đi của hai anh em ha. Đây bây giờ thì cô tài công của chúng ta sẽ lên làm gì đây? Phải nói là cũng vất vả ha. Ghê vậy? Ôi. Này các bạn xem nha, chắc có lẽ là hơi chạy vô xíu nè. Đó, khi mà em ấy bước lên lái thì vẫn là cái chân khá là như một cái cỗ máy vậy. Wow, quá là cái tiếng kêu nghe thích ghê. Muốn lên thôi là đã ok thôi.
Thấy vậy chứ khó lái lắm nha các bạn. Đó, lái để cho anh của Hơn ở phía trước buộc dây lại, bút cái miếng màu trắng rồi, cho nên các bạn xem không thấy rõ ha. Vô trong xíu thì không được ha, tại vì nó bị cạn á các bạn, không phải động giống như chiếc xuồng của mình được. Có phải không có cái phà để di chuyển lên xuống mà ông nào cũng mượn mà cũng đâu mất tiêu luôn rồi. Không biết nữa, mình nghe nói thôi chứ mình không biết. Không sao, hồi có gì mình lội nước xuống mà. Giờ thì chưa đậu được nha các bạn. Wow, cô gái này khá là nhanh nhẹn ha. Nhìn có một cái nét gì đó rất là dễ thương. Thì mình cũng có nghe cô ấy nói, em gái ấy nói là đôi khi đi bằng cả, nhiều khi cả năm trời mà ở nhà thì có mấy ngày thôi. Còn hầu như là suốt cái khoảng thời gian đó thì chỉ ở lên đên trên nước à. Lên đên trên xà lan vậy đó các bạn. Đi miết luôn. Cho nên là mỗi lần mà xà lan em ấy có chuyến lên đây thì mình sẽ cố gắng quay hết những gì cố gắng mình sẽ gửi đến cho mọi người cùng xem ha. Bây giờ thì hai anh em làm gì đây, lằng quằng miết luôn này, chưa xong nữa các bạn. Đó, thì cái giò của anh của Hơn á bị cái cây cừ này nè, tạm thời kêu cây cừ đi nha. Đó, bị cây đè cho nên giờ đi cái sượng vậy. Những gì còn lại thì hầu như để cho em gái làm, tại vì cái giò đang bị chấn thương á, không biết là nội thương, không biết có sao không nữa, để chút xuống dưới hỏi rồi làm gì đó. Đó các bạn thấy chưa, đau lòng chưa, xì cả đuôi luôn rồi. Buộc ở phía sau hả? Dạ. Anh buộc phía sau hả? Bữa nay đi cái giò đi xì cà đuôi luôn rồi. Nó anh lỡ nước xuống không sao đâu. Khổ ghê, có cái phà không cũng mắc nữa. Rồi lên đặt lái vô. Còn nữa hả? Đây bây giờ thì đạp lái vô nữa là xong ha. Dây lái nó đã ổn rồi nha các bạn. Xíu nữa thì cẩu mấy cây cừ mình đem đây nè. Vẫn là cái gương mặt lạnh như băng của cô gái lái xà lan. Sao nào vậy, đâu đứng đâu đứng sợ. Này, giục lên. Có lẽ cái video mình sẽ tạm dừng tại đây quá à, chưa nữa các bạn. Về lại đó, chiếc xe cút bên kia thì chuẩn bị cẩu đi qua để cẩu cừ. Ok chưa? Em phải không? Rồi chắc có lẽ video mình sẽ tạm dừng tại đây. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Mình sẽ tìm cách xuống hầm máy của em gái lái xà lan cho mọi người cùng xem nha. Vì nội dung khá là dài cho nên mình sẽ chia ra nhiều phần.